Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức Tiếp theo đây là phần tin tổng hợp Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ Bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến Số điện thoại 714-418-9788 Hoặc vào trang mạng tiệm yến.com Với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nhụy hoa nghệ Tây Saffron Yến các loại Mở đầu là bản tin cho biết là Hoa Kỳ bàn giao 10 cổ vật cho Việt Nam. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã bàn giao cho đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn 10 hiện vật cổ vật thu giữ từ một vụ án năm 2013 đến 2014, đại sứ quán của Việt Nam ở Hoa Kỳ trong một thông báo trên trang mạng vào ngày 7 tháng 8 cho biết rằng những hiện vật văn hóa được cơ quan an ninh liên bang Hoa Kỳ trao trả lại cho Việt Nam trong một lễ giao ngày 5 tháng 8, trong đó có một chiếc bình cổ, một bộ dụng cụ có 8 mảnh đồng và một diều đá. Những hiện vật này đã được FBI xác định là có nguồn gốc từ Việt Nam nhưng vẫn chưa rõ niên đại. Đại diện của FBI cho biết là số hiện vật được thu thập trong một cuộc điều tra được đội phòng chống tội phạm văn hóa và nghệ thuật tiến hành trong giai đoạn từ 2013 đến 2014. Công dân người Mỹ liên quan tới vụ án lưu giữ trái phép bộ sưu tập hơn 7.000 hiện vật và cổ vật văn hóa. Người này trước khi qua đời đã chia sẻ niềm mong muốn là trao trả lại hiện vật và cổ vật văn hóa về những cộng đồng và quốc gia gốc. Đây là vụ thu giữ tài sản văn hóa lớn nhất lịch sử của cơ quan FBI. Cơ quan này đã phối hợp cùng với nhiều chuyên gia để phân loại, lưu trữ và thẩm định tài sản thu giữ nhằm xác định nguồn gốc của các cổ vật. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ là ông Nguyễn Quốc Dũng đã cảm ơn chính quyền và cơ quan chức năng Hoa Kỳ trong nỗ lực hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm văn hóa và nghệ thuật. Sau khi tiếp nhận 10 hiện vật từ cơ quan FBI, đại sứ quán của Việt Nam của Hoa Kỳ sẽ chuyển chúng về Việt Nam giao lại cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như là Bảo tàng viện Lịch sử Quốc gia. Việt Nam để giám định, nghiên cứu cũng như là trưng, trưng bày. Tin từ Anh Quốc, hàng ngàn con cua nhện phủ kín đáy biển ở Cornwall để lột xác. Theo thông tin trên trang Telegraph cho biết rằng, những con cua nhện khổng lồ tụ tập ở vùng nước nông ngoài khơi ở St. Eve Cornwall để lột xác, tạo thành một thảm cua dày dặc vào đầu tháng 8, chúng có nhát cắn chứa nọc độc có thể khiến cho động vật săn mồi phải chùn bước nhưng lại vô hại đối với con người dù cua nhện có bản tính nhút nhát nhiều du khách ở bãi biển Port Whitin vẫn e ngại bước xuống nước vì đàn cua tụ tập ngay dưới mặt nước nhiếp ảnh gia đại dương là cô Kettle cho biết dù lặn gần như cả năm tôi chưa bao giờ trông thấy cua nhện đông đảo như vậy khi chúng tôi tới bãi biển thì cảnh tượng trông giống như là vô số hòn đá sẫm màu ở dưới nước nhưng thực chất đó là hàng ngàn con cua nhện chỉ cắt bờ vài bước chân hành vi tụ tập với số lượng lớn giúp cho đàn cua tự vệ trước động vật ăn thịt trong lúc chờ bộ xương ngoài mới dày lên và cứng lại dù không hiếm gặp ở vùng biển anh nhưng những cuộc tụ tập như thế này ngày càng trở nên phổ biến vào mùa hè do nhiệt độ nước biển ấm lên dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Cua nhện là một loài di cư, sau khi lớp vỏ mới đủ cứng, chúng sẽ tản ra và biến mất ở độ sâu lên tới 100 mét. Cua nhện châu Âu nhỏ hơn nhiều so với họ hàng là cua nhện Nhật Bản khổng lồ, với lớp mai rộng khoảng 20cm và chiều dài giữa hai càng là 50cm. Chúng sinh sống phổ biến ở biển địa Trung Hải và có thể di cư tới 160 cây số trong 8 tháng. Vào tháng trước, thì tổ chức Cornwall Wildlife Trust cũng đã ghi nhận hàng trăm con bạch tuộc đã bơi tới vùng biển này để ăn tôm hùm. Sa qua bản tin cho biết là nhà máy chocolate lớn nhất thế giới hoạt động trở lại sau vụ bê bối về khuẩn Salmonella sau 6 tuần lễ ngừng hoạt động để tiến hành khử khuẩn môi trường có chứa vi khuẩn Salmonella gây bệnh về đường tiêu hóa thì nhà máy sản xuất chocolate được mệnh danh là lớn nhất thế giới của Bỉ đã bắt đầu vận hành trở lại một phần dây chuyền sản xuất. Công ty Barry Callebaut là một công ty vận hành nhà máy ở thị trấn Wezi cho biết Ba trong số 24 dây chuyền sản xuất tại nhà máy này đã nối lại hoạt động và có chuyến hàng đầu tiên được giao đi. Theo phát ngôn viên của công ty thì hiện nay vẫn duy trì cảnh sát để tránh tái diễn sự việc như là sản phẩm có chứa khuẩn Salmonella vào thời gian vừa qua, khiến cho hàng hóa bị thu hồi và nhà máy phải ngừng sản xuất. Tháng 6 năm 2022, nhà máy này đã phát hiện ra khuẩn Salmonella trong các sản phẩm của nhà máy và hậu quả là cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của Bỉ đã mở một cuộc điều tra sau khi nhận được thông báo về sự việc. Nhà máy Barry Callebaut cung cấp các sản phẩm cacao và chocolate cho nhiều công ty thực phẩm, trong đó có những tên tuổi lớn như là Hershey, Mondelez, Nestle hoặc là Unilever. Doanh số bán hàng thường niên của tập đoàn này trong tài khoản từ năm 2020 đến 2021 lên tới 2.2 triệu tấn. Sắp có một chuyện lạ rất là hy hữu xảy ra ở Ấn Độ. Câu chuyện kể về một người đàn ông bị một bầy quạ bám đuổi trả thù trong suốt 3 năm qua. Suốt 3 năm qua một người đàn ông Ấn Độ như là sống trong cảnh ác mộng vì mỗi khi mà ông này đi ra khỏi nhà lại bị những con quạ lào tới tấn công và kỳ lạ là bầy quạ này chỉ nhắm khủng bố chỉ một mình ông ta mà thôi. Một ngày nọ khi đang đi bộ trên đường thì ông Kewat đã phát hiện ra một chú quạ con bị mắc kẹt trong lưới sắt. Bất chấp các nỗ lực của cây quát nhằm giúp cho con chim non thoát nạn, nhưng con quả con vẫn bị chết trong tay của anh. Người đàn ông cho rằng một số con quả khác chắc chắn là đã chứng kiến cảnh tượng này và tin rằng anh là thủ phạm giết chim non. Và vì vậy, chúng đã liên tục tấn công anh để trả thù kể từ đó. Những con quả thỉnh thoảng tới thành từng nhóm có lúc lại tới một mình. Nhưng anh Kewat luôn phải mang theo mình một cây gậy khi ra ngoài để bảo vệ trước những chiếc mỏ và móng ruốt sắc nhọn của quả. Anh Kewat kể trên đài truyền hình TV9 rằng, ban đầu thì thực sự anh không coi các vụ khủng bố của lũ quả là nghiêm trọng. Nhưng cho đến khi anh nhận ra rằng anh là mục tiêu tấn công duy nhất của chúng, không một người nào khác ở quanh anh lầm vào tình trạng tương tự. Một người hàng xóm bình luận rằng, lũ quạ tấn công ông ấy như là các máy bay chiến đấu lao vào trong mục tiêu như ở trong phim giáo sư ascot kuma munzao là một chuyên gia nghiên cứu các hành vi của chim thuộc trường đại học baratula ở ấn độ cho biết rằng quạ là một loài động vật có trí nhớ rất tốt chúng có xu hướng ghi nhớ những đối tượng đã có hành vi sai quấy với chúng mặc dù ý tưởng trả thù của quạ có thể không phức tạp như con người nhưng giới nghiên cứu từng ghi nhận Loài chim này có xu hướng tấn công đơn lẻ hoặc là phối hợp nhắm vào những người đã chống lại chúng. Về cơ bản, quạ dường như có khả năng thù hận và anh Kiewat có thể là một trường hợp chứng minh cho điều này. Anh Kiewat hiện nay chỉ còn biết hy vọng là bầy quạ sẽ buông tha cho anh sau một thời gian. <laughs> sau qua phần tin điện ảnh, bản tin tiếp nối liên quan đến doanh thu của bộ phim Top Gun Maverick chạm mốc 662 triệu mỹ kim tại Bắc Mỹ. Theo thông tin trên trang Variety, bộ phim hành động của Tom Cruise đã chạm mốc 662 triệu mỹ kim ở Bắc Mỹ và trở thành một dự án thành công nhất của hãng Paramount tính riêng thị trường nội địa. Dự án này cần thêm 16 triệu Mỹ Kim nếu như muốn chiếm vị trí của bộ phim Avenger Infinity War. Đây là một tác phẩm hiện đứng hàng thứ 6 với doanh thu lên tới 678 triệu Mỹ Kim. Bộ phim Top Gun Maverick cũng kiếm thêm khoảng 690 triệu Mỹ Kim tại các thị trường quốc tế và nâng tổng doanh thu lên tới mức 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim tính cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng tác phẩm này có thể đạt được thành tích tốt hơn nữa nếu được phép cho chiếu tại Nga và Trung Quốc. Nếu tính trên toàn cầu thì bộ phim của Tom Cruise hiện nay vẫn xếp dưới hạng của bộ phim Titanic. Bộ phim do đạo diễn James Cameron thực hiện có tổng doanh thu là 2.2 tỷ Mỹ Kim nhờ thành công tại các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ. Các chuyên gia theo dõi phòng vé cho biết là bộ phim Top Gun Maverick vẫn giữ sức hút sau hơn 2 tháng ra dạp và tiếp tục có nhiều xuất chiếu trong tuần tới. Tác phẩm chỉ mất 31 ngày để thu về 1 tỷ Mỹ Kim. Lần đầu tiên thì Tom Cruise có một bộ phim vượt mốc này trong 40 năm hoạt động nghệ thuật. Thành tích ấn tượng của bộ phim đến từ hiệu ứng truyền miệng và cơn mưa khen ngợi từ giới phê bình. Phim đạt điểm tươi 97% theo thống kê của trang mạng Rotten Tomatoes. Các tờ như là Variety, Independent hay là Indie Wire đã đánh giá tác phẩm này là một trong những dự án hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của Tom Cruise. Bộ phim Top Gun Maverick là một trong những bộ phim Hollywood chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 vì phải lùi lịch ra dạp gần 2 năm và khâu sản xuất đã bị kéo dài khiến cho dự án này bị đội vốn rất cao. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình tin tức trong ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi trong tháng xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Chúc quý vị một ngày bình yên và hạnh phúc.